14 tuổi, Jason đã bỏ học, tìm việc khuân vác dao đá kiếm tiền, đi đâu cũng bị người ta xem thường. Tên cậu ấm trên chiếc xe sang trọng, còn cố tình tít còi để trêu chọc cậu. Điều này làm cậu nhóc xấu mặt vô cùng. Chính cuộc tình cờ này, để cậu vô tình nhìn thấy một tờ báo. Trên báo có đăng một người, tên Andrew Carnegie, anh ta cũng thôi học từ rất sớm, cũng bắt đầu từ năm 14 tuổi, làm cu li cho người ta để kiếm tiền. Nhưng cuối cùng Andrew Carnegie vẫn trở thành nhà tỷ phú. Cậu nhóc cảm thấy những gì bản thân trải qua rất giống với anh ta. Thế là hớn hở chạy về nhà, lấy báo ra, nói với bố, sau này cậu cũng muốn làm nhà tỷ phú. Nhưng ông bố lại lặng thinh, không nể nang gì mà nói, nhóc con sẽ chẳng bao giờ giàu được đâu, con sẽ trở thành một hạng người, đó chính là người thấp kém. Ông nội đã dạy bố như thế đấy, thế nên xin lỗi con, bố cũng chỉ có thể dạy con như vậy. Nghe những lời thừa thãi vô lý của bố, cậu nhóc không nói gì, nhìn người mẹ ốm nặng trên giường. Cậu không muốn sống bất tài giống như ông cả đời, ngay cả tiền mua thuốc cho mẹ cũng không có. Cậu quyết định ra ngoài sông pha, tận tay kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Nhưng cậu không biết, chuyến đi này của cậu sẽ chia cắt hai mẹ con mãi mãi. Dưới sự giúp đỡ của một ông bác, cậu lén lút trèo lên một chuyến xe lửa. Cậu không biết xe lửa sẽ chạy về đâu. Đợi đến khi tỉnh lại, ông bác nói bọn họ đã đến Texas. Dứt lời, ông bác nhảy phát xuống xe. Khoan đã, cậu cũng vội vàng nhảy theo, nhưng cũng không bao giờ trông thấy bóng dáng ông bác nữa. Lúc này vừa hay có một nhóm người đi ngang qua, cậu cũng đi theo. Lát sau bọn họ đến một thị trấn nhỏ, ở đây có một ông chủ trang trại đang tuyển 6 nhân viên thời vụ. Cậu thấy cơ hội đã đến, lật đật chen lên phía trước, cật lực giới thiệu bản thân với chủ thuê. Chủ thuê xem thường cậu, cậu không phục, ôm phốc lấy anh béo bên cạnh lên, chứng minh sức lực của mình. Hành động hài hước này khiến ông chủ trang trại bật cười, thấy cậu tích cực chủ động như thế liền phá lệ thuê cậu. Mấy người đến trang trại, rõ ràng cậu chưa đóng cọc bao giờ, vừa đẩy một cái là cọc đã đổ. Nhưng cái tính cố chấp của cậu đã ngấm trong xương, lúc người ta nghỉ ngơi cậu vẫn đang hì hục đóng cọc. Một chàng trai thấy cậu cố gắng như vậy liền đem nước cho cậu, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Chàng trai tên Howard, lúc đầu anh sinh ra trong một gia đình trang trại giàu có, nhưng do nền kinh tế bị suy thoái, anh chỉ có thể đi làm thuê cho người ta kiếm miếng cơm ăn. Ước mơ của anh đó chính là gây dựng lại sự nghiệp, trở thành ông chủ nông trại lớn nhất Texas, để người khác làm việc cho mình. Hai cậu thanh niên trẻ đồng cảnh ngộ, cứ thế trở thành bạn thân cả đời, cổ vũ nhau. Đến tối, Jason nương theo ánh đèn le lói đọc sách, bên cạnh một đám người đang đánh bài. Nhìn gương mặt vui vẻ của họ, cậu chàng bỗng ý thức được làm thuê không thể giàu lên được. Có thể đến khi già cả rồi, vẫn là một người làm thuê. Cậu không cam chịu khuất phục trước số phận, thế là tìm đến ông chủ, hỏi ông làm cách nào để có thể thành công giống như ông vậy. Chủ trang trại đáp, thành công cần rất nhiều thứ, nhưng chỉ có trở thành người dẫn đầu thì mới có thể thành công. Dẫn dắt đám đông, đi đến thành công. Câu nói này như thức tỉnh cậu. Jason lại hỏi ông, nếu chúng cháu hoàn thành công việc trước thời hạn, liệu có thể tiết kiệm tiền cho ông không? Chủ trang trại đáp, đúng vậy, bọn cháu làm càng nhanh càng tốt. Cậu nói, ngày mai cậu có thể làm xong công việc, tiền tiết kiệm được ông chia cho cháu một phần thế nào? Chủ trại cười cười, ông tán thưởng cháu, nhưng cháu không làm hết được đâu. Ông cứ đợi mà xem. Sáng sớm hôm sau, các công nhân bị tiếng chuông đánh thức, nhưng không nhìn thấy Jason. Hóa ra 3 giờ sáng cậu đã dậy làm việc rồi, đồng thời đã tìm ra quy trình làm việc. Jason còn hướng dẫn mọi người chia làm hai nhóm, ai cũng có nhiệm vụ riêng, vừa làm vừa phối hợp với nhau, giống như dây chuyền sản xuất trong nhà máy vậy. Hiệu quả công việc được cải thiện đáng kể, kết quả họ hoàn thành nhiệm vụ trước một ngày thật. Ông chủ rất hài lòng và thưởng cho cậu một số tiền. Cứ như thế, cậu đã kiếm được số tiền hời đầu tiên trong đời, $30. Cậu xoay người đi đến bưu điện gửi tiền về nhà mua thuốc cho mẹ. Nhưng lúc này, một cái thắt lưng lớn bằng vàng sáng lấp lánh thu hút sự chú ý của cậu. Jason hỏi người đàn ông sao mà làm được vậy. Ông ta chỉ nói một câu, thảo nguyên Texas có đầy, phải xem tầm nhìn của cậu có đủ sâu hay không. Jason thông minh tức khắc nghĩ đến thứ ông ta nói là dầu. Là dầu mỏ sao? Đối phương mỉm cười mà không đáp, dường như cậu đã tìm được phương hướng phấn đấu của đời mình. Jason vui vẻ đi trên phố, bỗng có một cô gái xinh đẹp thu hút cậu. Tim bất giác đập mạnh, đứng ngây ngốc ở đó, nói cũng không nên lời. Cậu ta nói chuyện rất kỳ cục nhưng được cái đẹp trai. Mời cậu ta đến vũ hội đi, cậu nhận lời mời, buổi tối chăm chút một phen, dè dặt đi đến vũ hội. Cô gái tên là Hannah, là cô hoa khôi rất được mọi người yêu mến. Cậu không muốn lỡ mất cơ hội này, quyết định tỏ bày, mình muốn lấy cậu làm vợ. Đây là câu nói trôi chảy nhất mà cậu nói được từ khi gặp Hannah. Hôm sau, cậu đến cổng trường đón cô, cậu ấm phía sau cười nhạo cậu là cóc ghẻ, mà muốn ăn thịt thiên nga. Cậu không chịu yếu thế, rồi sẽ có một ngày thằng nhà quê như cậu sẽ trở thành nhà tỷ phú. Hannah thấy cậu có chí lớn, bèn dẫn cậu đi gặp hiệu trưởng, hy vọng hiệu trưởng cho cậu tham gia kỳ thi tuyển sinh vào trường học tập. Hiệu trưởng có hơi không muốn nhận cậu, nhưng cậu cũng rất ương ngạnh, nói đọc sách chính là đang lãng phí thời gian, cậu tự mình học là đủ rồi. Còn liệt kê ra rất nhiều tấm gương thành công nhưng không học qua trường lớp gì. Hiệu trưởng đáp, người trẻ tuổi có dã tâm là tốt,
nhưng việc được tiếp xúc với nền giáo dục tốt cũng là điều rất cần thiết. Nhưng cậu không đồng ý với quan điểm của thầy. Để chứng minh bản thân có thể tự học thành tài, anh bảo Hana ra đại một bài toán với 5 con số ngẫu nhiên. 56.679 nhân 61. $3,457,419. Chỉ mất có một giây, cậu đã tính ra được đáp án chính xác. Còn Hana phải mất một lúc mới tính ra đáp án đúng. Cậu còn nhạy bén nhận ra thầy hiệu trưởng bị bệnh da ở tay, và lại còn nói ra chính xác nguyên nhân chứng bệnh. Điều này khiến thầy có chút sửng sốt, liền phá lệ nhận cậu. Từ đây cả hai cùng nhau đi học, tình cảm nóng dần lên. Trải qua một khoảng thời gian liếc mắt đưa tình đầy vui vẻ. Nhưng cảnh đẹp không dài, quân Nhật tập kích Trân Châu Cảng, Mỹ chính thức tuyên chiến với Nhật. Cậu mang trong mình nhiệt huyết khai gian số tuổi tham gia quân ngũ. Đợi đến lúc chuẩn bị xuất phát, cậu mới dám nói với bạn gái. Sau khi Hana biết được phản đối kịch liệt, anh nói với Hana, con người phải biết đấu tranh mới giành được thứ mình muốn. Cảnh vừa xoay, trên chiến trường, một tay lính mới không dám lên tiền tuyến đưa thư, nhưng cậu là một người biết nắm bắt cơ hội, chủ động xin lên chiến trường đưa thư. Không may là vừa mới chạy ra chưa được bao xa thì bị pháo nổ văng ra xa. May mà gặp được người bạn thân năm xưa họ Uất, bấy giờ bọn họ lại là chiến hữu. Họ Uất liều chết kéo anh quay lại, mới cứu được anh một mạng. Chớp mắt hơn 10 năm đã trôi qua, Jason bây giờ đã trở thành người đàn ông. Anh không quên giấc mơ năm đó, dựa vào số tiền tích cóp được của những năm đi lính, cuối cùng mua được một cái máy khoan giếng để đào dầu mỏ. Nhưng đào xuống cả nghìn mét, kết quả lại không đào được gì. Mấy anh thợ có chút nhụt chí, nói lại uổng công đào rồi. Mấy chục năm nay tôi nhìn thấy có rất nhiều người đào được dầu mỏ, giờ cũng nên đến lượt tôi rồi chứ, các anh không được lười biếng. Mấy anh thợ nghe đến đây cũng hơi bực mình, bỏ làm luôn. Jason về đến nhà, mặt mày ủ rũ. Anh đổ hết tiền vào đó rồi, nếu không đào được dầu mỏ, e rằng cả gia đình phải nhịn đói. Nhưng một câu nói của đứa con trai đã khai sáng cho anh. Có thể dạy con cách ném bóng xoay không? Bố không biết ném. Phải có người biết chứ. Gọi bọn họ là gì ấy nhỉ? Chuyên gia. Jason đột nhiên nghĩ tới tìm những người chuyên nghiệp để làm những việc chuyên nghiệp. Thế là Jason ngay lập tức tìm một nhà địa chất. Sau một loạt các động tác dữ dội, thế mà giúp anh tìm được dầu mỏ thật. Anh hào hứng chạy về nhà, trông thấy bộ dạng đen thui thùi lùi của chồng. Chị vợ hiểu ngay, cả hai ôm lấy nhau mà hoan hô. Chúng ta thành công rồi, thành công rồi. Người thợ nói với anh, một chiếc máy có thể thu 500 thùng dầu mỗi ngày. Vùng này có thể thu được ít nhất 50 triệu thùng. Mỗi ngày có thể bán được $1,000. Giấc mơ trở thành tỷ phú của anh mỗi lúc một gần. Nhưng rắc rối cũng theo đó mò đến. Chủ trang trại thấy dầu liền đỏ mắt, nhân cơ hội tới tống tiền. Nói hợp đồng mà bọn họ ký không bao gồm quyền khai thác dầu mỏ. Cậu cứ đợi mà bồi thường đi. Anh không cam lòng, anh nhớ kỹ mời chuyên gia về làm. Anh tìm một anh luật sư rất cừ, nhưng đối phương thấy luật sư là người da đen, liền chế nhạo ngay. Hợp đồng được ký cách đây 2 năm 2 tháng. Luật pháp ở Texas quy định tranh chấp về quyền khoáng sản trong vòng 2 năm. Đừng nói với tôi anh không biết điều này. Tôi đã nói với anh rồi, tôi là luật sư ly hôn. Chỉ một câu đã làm luật sư bên kia chạy mất dép. Jason thấy anh luật sư da đen này lợi hại, lập tức thuê anh ta với giá cao về làm cố vấn pháp lý cho mình. Vài năm sau đó, dưới sự giúp sức của anh đen, Jason gầy dựng nên đế chế dầu mỏ của riêng mình, với khối tài sản hơn chục triệu USD, nhưng vẫn chưa chạm tới giấc mơ trở thành tỷ phú. Jason biết rằng dầu sớm muộn cũng sẽ cạn kiệt, anh phải tìm những mỏ dầu mới. Qua thăm dò trang trại bên cạnh, có ít nhất 200 triệu thùng dầu, nhưng chủ trang trại kiểu gì cũng không chịu bán cho anh. Lúc này chuyên gia có một sáng kiến, khoan đường ống qua đất hàng xóm, như vậy có thể thu được dầu mỏ của anh ta, còn không phải trả tiền. Mấy năm nay, Jason dồn hết tâm trí vào việc kinh doanh dầu mỏ, khiến mấy đứa nhỏ sau khi lớn lên đều trở thành cậu ấm cô chiêu. Ngoài việc mở miệng đòi tiền thì không làm gì hết, nhưng anh không hề quan tâm đến điều này. Để tiếp tục mở rộng sản nghiệp dầu mỏ của mình, anh định mua một nhà máy lọc dầu, mở cả một chuỗi ngành công nghiệp dầu mỏ, trở thành tỷ phú. Anh ấy và anh đen đã bay đến nhà máy lọc dầu ngay trong đêm, bàn bạc với giám đốc nhà máy về việc thu mua lại. Giám đốc nhà máy cố tình gây khó dễ để anh ta đợi vài ngày. Thế là anh và anh đen ở trong một khách sạn, đợi mất mấy ngày mà vẫn không thấy tin tức gì. Lễ Giáng sinh sắp đến, anh đen vội về nhà với người thân nên đi trước, còn anh quyết định tiếp tục ở lại nơi này. Cuối cùng, giám đốc nhà máy cảm động trước sự kiên trì của anh, vào ngày Giáng sinh quyết định bán nhà máy lọc dầu cho anh ta. Cậu làm tôi nhớ đến bản thân mình 20 năm trước. Rốt cuộc anh cũng thực hiện được ước mơ khi bé, trở thành nhà tỷ phú. Vui mừng xong lại nhận ra xung quanh lại không có lấy một người để sẻ chia. Lúc này, một tin xấu ập đến. Anh đen gặp tai nạn xe trên đường về nhà, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, hai quả thận đều bị vỡ, nguy hiểm đến tính mạng. Anh nhìn anh đen, người đã giúp mình gây dựng nên một sự nghiệp vĩ đại,
Anh chợt nhận ra, trong lúc mải mê chạy theo tiền tài, bản thân đã đánh mất rất nhiều thứ còn quan trọng hơn cả tiền. Thế nên anh ấy quyết định hiến một quả thận của mình cho anh Đen, giúp anh Đen có được sinh mệnh mới. Mọi thứ cũng khiến anh cảm nhận sâu sắc được rằng tiền bạc chỉ là ước mơ của anh, tiền nhiều đến mấy cũng chỉ là một dãy số mà thôi, mà người thân mới là tài sản quý giá nhất của anh. Anh quyết định lấy lợi nhuận của việc kinh doanh rót vào một quỹ từ thiện để giúp đỡ người khác. Anh và vợ thông báo quyết định này cho 4 đứa con, sau đó cho mỗi đứa 10.000 đô với hy vọng chúng cũng sẽ dùng số tiền này để giúp đỡ người khác. Học cách cho đi. Thế nhưng sau khi bọn trẻ lấy được tiền xong, lại vui vẻ lên kế hoạch sẽ tiêu tiền như thế nào. Hai vợ chồng thấy biểu hiện của các con rất thất vọng. Lúc này, đứa con trai thứ hai đi xuống lầu trả tiền lại cho bố, nói tiền của mình đã đủ xài rồi, hãy trích số tiền này vào quỹ giúp đỡ người khác sẽ tốt hơn. Điều này khiến cả hai vợ chồng cảm thấy rất an ủi. Thật ra đây chỉ là một phép thử mà anh dành cho bọn trẻ. Cuối cùng đứa con trai thứ hai thừa kế tất cả tài sản như một lẽ tất nhiên. Thật ra, mỗi chúng ta đều theo đuổi tiền tài và danh vọng. Chỉ là trong quá trình theo đuổi ấy, đừng quên hưởng thụ những điều tốt đẹp vốn có của cuộc sống. Cũng đừng quên biết ơn cuộc sống, càng không được quên mất những người đã đồng hành cùng bạn trong suốt thời gian qua. Đó mới chính là tài sản lớn nhất trong cuộc đời của bạn.